Mở đầu cho bản tin tổng hợp, làm sao cộng đồng quốc tế buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm cho dịch bệnh viêm phổi COVID-19? Một trong các câu hỏi lớn mà cộng đồng quốc tế đang thắc mắc hiện nay, đó là làm thế nào để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm pháp lý và chính trị cho các thiệt hại của thế giới vì dịch bệnh viêm phổi COVID-19 do virus Vũ Hán gây ra. Gần đây, cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã xác nhận với Tòa Bạch Ốc rằng Trung Quốc cố tình nói giảm bớt số người bị nhiễm bệnh và số người chết trong dịch bệnh viêm phổi COVID-19. Sự lừa dối của Bắc Kinh đã cản trở tiến trình nghiên cứu COVID-19 và giúp cho hàng ngàn người có cơ hội rời khỏi vùng tâm dịch, lan tỏa đi khắp nơi và làm virus Vũ Hán lây lan toàn thế giới. Tính đến sáng thứ Tư 8 tây tháng 4, số người nhiễm bệnh COVID-19 trên toàn thế giới vượt trên 1.4 triệu người, với hơn 85.000 người bị tử vong. Các thể chế quốc tế hiện nay không có cách nào để buộc Trung Quốc phải bồi thường cho các thiệt hại mà nước này đã gây ra. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu American Enterprise có trụ sở tại Washington, D.C., Hoa Kỳ có thể trừng phạt Trung Quốc bằng các lệnh cấm vận kinh tế, đồng thời thuyết phục các nước khác tẩy chay sinh viên và học giả Trung Quốc, để tạo áp lực buộc Bắc Kinh phải minh bạch hơn trong chính sách y tế công cộng. Chính phủ Donald Trump cũng có thể ngăn không cho Trung Quốc mua bán công nghệ hiện đại như là microchip, trí tuệ nhân tạo hoặc là công nghệ sinh học. Ngoài ra, Hoa Kỳ nên ban hành lệnh trừng phạt trực tiếp nhắm vào các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm có đóng băng tài sản nước ngoài và cấm thu nhập cảnh. Hoa Kỳ có thể cân nhắc ngừng hợp tác thương mại sâu hơn với Bắc Kinh và tịch thu tài sản của các công ty quốc doanh Trung Quốc, để buộc nước này phải bồi thường cho các thiệt hại có liên quan đến virus Vũ Hán.